Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống. Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiêng liêng. Và hôm nay một cái chủ đề chúng ta sẽ là ngày thứ ba, ngày 24 tháng 8 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào? Và đây những trò bài chung mang năng lượng chung của nhiều người. Mình mong các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở. Và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có 3 lá bài tượng trưng cho 3 tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem coi ngày thứ 3, ngày 24 tháng 8 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trò bài chung, không phải là trải bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn và không đúng với bạn. Nhưng đúng với người khác thì các bạn hãy xem với một tâm thái tham khảo và giải trí thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người đang trong giai đoạn bị mất ngủ nè. Một số bạn có khả năng là công việc của bạn có những cái sự đấu đá mâu thuẫn với nhau, cạnh tranh hoặc là dùng lời nói gây sát thương cho nhau. Một số bạn thì mình thấy khả năng là bạn đang sắp tham gia những cuộc phỏng vấn, cho nên bạn phải tìm kiếm thêm thông tin, học hỏi rất là nhiều điều, cho nên bạn không có ngủ được. Một số bạn thì mình thấy là các bạn là những người rất là vững vàng trong cuộc sống, và những người có một cái sự đam mê kiếm tiền, là một người rất độc lập, tự tin, một người hào sảng, phóng khoáng, một người rất là thích thú cưng, trung thực, trung thủy, chân thành và nhiệt thành, uy tín trong công việc. Rồi, ngày thứ 3, ngày 24 tháng 8 năm 2022 của các bạn, tụ 1 sẽ như thế nào? Một số bạn trong ngày này khá là nhiều việc để lo nè. Áp lực, hơi stress, hơi căng thẳng, hơi lo âu, hơi mệt mỏi ở đây. Nhưng bạn cũng cố gắng gồng mình để có thể gọi là vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Một số bạn có khả năng là các bạn sẽ đón nhận một cơ hội mới, một cái niềm vui gì đó được diễn ra trong cuộc sống của bạn. Có thể bạn đón nhận cơ hội công việc mới ha, những tin tức tốt lành đang đến với bạn. Hoặc là các bạn ở đây được nhận lời khen từ người khác. Một số bạn thì có khả năng là ngày hôm nay các bạn được nhận quà, hoặc là các bạn có ai đó gửi hàng đến cho các bạn đó ha. Có thể là anh shipper anh đang tìm kiếm bạn trong ngày này. Một số bạn có khả năng là bạn đã kết thúc được một cái công việc cũ và bạn đang tìm kiếm công việc mới, và bạn đang cảm thấy rất là bực dọc, rất là mệt mỏi, nặng nề trong tinh thần của bạn. Thì có khả năng là sắp tới bạn đi phỏng vấn rồi bạn nhận được cơ hội công việc tốt phù hợp với bạn. Và mình thấy là các bạn cần phải có mục tiêu hướng đi rõ ràng cho bản thân của bạn ha. Giai đoạn này không phải là giai đoạn mù mờ nữa rồi. Giai đoạn gọi là xác định cái cuộc sống của mình, lý tưởng sống của mình, con đường mình phải đi là gì, rồi mình phải làm gì để có thể gọi là đạt được những điều đó. Và bạn là một người có tiềm năng vô hạn. Bạn có khả năng manifest, thu hút những điều bạn mong muốn trở thành sự thật với một cái sự quyết tâm cao độ và ý chí kiên cường của bạn. Đồng thời mình thấy một số bạn dùng luật hấp dẫn trong ngày này ha. Thì bạn phải ý thức được dùng luật hấp dẫn, thì bạn phải giữ cho mình một cái tinh thần lạc quan, cái sự khẳng khái, cái sự tích cực, tươi mới trong cuộc sống này. Bạn luôn suy nghĩ tốt đẹp thì cuộc sống bạn mới diễn ra theo hướng tốt đẹp được. Phải có sự biết ơn, trân trọng những gì bạn đang có nữa. Một số bạn có sự di chuyển trong ngày này, đi công tác hoặc là đi làm xa ha. Một số bạn thì có khả năng là đi đâu đó trong ngày này nè. Một số bạn ngày hôm nay đừng mang vác nặng quá, không hoa là bị ảnh hưởng đến xương cốt. Một số bạn đi ra giường cẩn trọng rắn rít ha. Một số bạn thì ngày hôm nay ai nói gì nói kệ họ đi, đừng có quan tâm.
Đừng có để những cái lời nói đó gây áp lực cho tinh thần của bạn ha. Không có xứng đáng, họ đâu có mà cung cấp tiền bạc cho bạn để sống, tại sao bạn phải chịu đựng những người đó làm gì ha. Không ý nghĩa ha. Tập trung vào cuộc đời của mình đi nè. Cuộc đời bạn đang có sự chuyển hóa, đang có một cái bước tiến mới rồi. Và bạn cần phải gọi là chú tâm, đừng có sao lãng à, đừng để những cái điều phiền nhiễu này nó gây cho bạn một cái sự mất tập trung. Khi mà bạn buồn bực, bạn khó chịu thì bạn chỉ thu hút những điều khiến bạn cảm thấy khó chịu và tức tối thôi. Chỉ khi nào bạn có một cái sự bình ổn trong tâm trí và biết gạt bỏ những cái người tiêu cực à, thì bạn mới có khả năng là thu hút những cái điều phước lành mà bạn mong muốn trở thành sự thật. Ngày hôm nay các bạn được khuyến khích là hãy uống nước nhiều vô. Mình cảm nhận ngày hôm nay cũng khá là nóng đối với các bạn đó, cho nên phải thoải mái tinh thần lên ha. Một số bạn thì cần phải nghỉ ngơi nè, hoàn tất từng việc nhỏ thôi, đừng có ôm đồm quá nhiều thứ rồi bạn bị choáng ngợp, rồi bạn cảm thấy nặng nề. Một số bạn ngày hôm nay chạy xe thì cẩn trọng, đừng có mà gọi là phóng nhanh vượt ẩu, hoặc là qua đường thì cần phải nhìn trước ngó sau. Đừng có để điều gì che cái tầm mắt của các bạn, không thôi là sẽ ảnh hưởng đến bạn đó ha. Một số ít bạn thì có khả năng ngày hôm nay đón nhận một cái tin tức, một cái quyết định nào đó từ cấp trên, có thể là bạn được lên chức, lên một vị trí cao hơn, và bạn chuẩn bị cho chuyến đi công tác sắp tới ha. Hoặc là bạn nhận được lời khen từ cấp trên, từ cái sự đa tài đa năng của bạn. Và lá bài này cho thấy các bạn hãy có một sự cải thiện bản thân của bạn. Đừng để những cái điều phiền nhiễu, những cái bản ngã, cái nỗi sợ, cái ego nó nhấn chìm bạn nha. Bạn hãy thay vào đó bằng cái sự thoải mái nhất, cái sự tin tưởng và cởi mở với những cái điều trong cuộc sống này, thì bạn mới có khả năng biến những điều bạn mong muốn trở thành sự thật được. Và hãy xuôi theo dòng đi ha, thuận theo tự nhiên, đừng quá gây áp lực cho bản thân bạn. Xuôi theo dòng không có nghĩa là bạn buông xuôi tất cả, mà bạn hãy để mọi thứ nó diễn ra. Mặc dù bạn không có thích giai đoạn này, nhưng mà bạn bắt buộc phải chấp nhận thôi. Bạn đâu có thể làm khác được. Chỉ là bạn thay đổi được cái con người bạn thôi, chứ bạn không thay đổi được hoàn cảnh. Thì tập trung vào cái mục tiêu, lập ra kế hoạch cho bản thân rồi phát triển. Khi mà thiên thời địa lợi nhân hòa là bạn sẽ có một cái sự thăng cấp vượt bậc à, khi bạn có một cái sự chuẩn bị tốt ha. Lá bài này các thiên thần muốn nhắc nhở bạn là đừng quá lạm dụng bản thân của bạn nha. Đừng quá tự vượt qua cái giới hạn của mình bằng cách làm nhiều việc gấp rút so với thời hạn và lo lắng cho người khác. Hãy có thời gian để cơ thể của bạn được phục hồi năng lượng và sức khỏe. Và đồng thời á, nắm bắt thời điểm và giải quyết cái dự án từng bước một để tránh cảm giác bị choáng ngợp, bị quá sức. Có lẽ là bạn đã từng quá tập trung vào tương lai và lo lắng về những gì phía trước, hoặc bạn có thể đã bị say mê bởi các sự kiện gì đó trong cuộc sống của bạn. Giờ đây bạn được hướng dẫn để tập trung vào lúc này và bây giờ, để bạn có thể tận hưởng cuộc sống của mình, ngay cả khi hoàn cảnh hiện tại của bạn không lý tưởng ha. Ngoài ra, cái lá bài này cũng làm có dấu hiệu cho thấy là một công việc vất vả hoặc là một cái điều gì đó mà bạn không ưa thích nó đã từ từ rời khỏi cuộc sống của bạn. Bạn đang ở trong cái giai đoạn gọi là được nghỉ ngơi, thư giãn hơn. Và nếu như điều gì khiến cho sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng, bị sa sút thì bạn cần phải chấn chỉnh lại ngay. Hãy bỏ những cái thói quen nào đó gây hại cho bản thân của bạn. Và hãy sống một cuộc sống nhẹ nhàng, yêu thương bản thân của bạn và
dịu dàng hơn với giá trị của bạn, với con người của bạn nha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tuần 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những bạn đã chọn lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nghiên cái năng lượng các bạn tụ 2 để xem coi ngày thứ 3, ngày 24 tháng 8 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trải bài chung, không phải là trải bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn nhưng đúng với người khác. Thì các bạn hãy xem với một tâm thái tham khảo và giải trí thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 là những người đang đón nhận những tin tức vui về tiền tài vật chất, về những cái sự chiến thắng vẻ vang ở đây. Hoặc là một số bạn sắp tới là sẽ chuyển nhà, mua căn nhà mới. Một số bạn là sắp tới sẽ có những cái sự tích cực, lạc quan. Mình thấy là, mình nói là sắp tới nha, chứ không phải ngày hôm nay nha. Cái này là mình đang diễn tả cái năng lượng của các bạn thôi nha. Mình thấy các bạn đang có một cái tài năng, có khả năng kiếm tiền khá là giỏi, có sự ổn định, có sự lâu dài. Mình thấy bạn làm việc rất là chăm chỉ, siêng năng và rất là cần cù ở đây. Bạn rất là chính trực. Và bạn rất là biết kỷ luật bản thân của bạn ha. Không có chây lười, không có lười biếng, mà các bạn luôn phấn đấu về phía trước để tạo ra một cái tài sản vững chắc cho tương lai của bạn. À, một số bạn sắp có nguồn tiền á, tiến vào cuộc sống của bạn đó. Rồi, ngày thứ 3, ngày 24 tháng 8 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào? Một số bạn hổm rà bị bệnh nè, các bạn nghỉ ngơi khá là nhiều á. Rồi ngày hôm nay mình thấy các bạn có một cái sự cân bằng sức sống hơn, các bạn chịu chữa lành ở đây. Bạn dần dần hồi phục lấy lại được cái năng lượng, cái sự tinh anh, trí tuệ của bạn ha. Một số bạn không ra là mất ngủ. Một số bạn thì mình thấy là không ra là bạn trong giai đoạn gọi là khá là trì trệ. Mọi thứ nó không có diễn tiến theo ý bạn mong muốn, và bạn cảm thấy hơi là khó chịu về cái tinh thần của bạn. Bạn không có ngủ được. Bạn có sự trằn trọc, băn khoăn nửa đêm hay gì đó, hoặc là bạn đang chờ đợi một cái tin tức gì đó. Thì mình thấy là có khả năng ngày hôm nay hoặc là trong vài ngày tới nó sẽ tới ha. Hoặc là đây là một cái ước mơ mà bạn mong muốn sẽ trở thành sự thật. Thì mình thấy có khả năng ước mơ của bạn sẽ đến, sẽ thành thực tế ở đây. Một số bạn mình thấy là trong ngày này các bạn có một cái sự phân vân giữa hai cái quyết định nào đó. Hoặc là bạn giữ cho mình một cái sự điềm tĩnh, một cái sự cân bằng nhất. Bạn bị hơi bị choáng váng về tinh thần, rồi bạn ngủ không được á. Và bạn uống nước nhiều hơn, hoặc là bạn đang dùng những cái phương pháp trị điều trị phục hồi lại sức khỏe của bạn ha. Một số bạn trong ngày này làm gì thì làm, nhưng mà phải suy nghĩ kỹ lưỡng, thấu đáo, rõ ràng để không có gây ra bất kỳ những sự hối tiếc cho bản thân của bạn ha. Đồng thời mình thấy bạn là một người có một sự tiết chế trong lời ăn, tiếng nói, hành động khôn ngoan hơn. Bạn không có còn những cái điều phiền nhiễu nữa. Bạn không còn để những cái điều lo lắng, bất an hoặc là những lời nói từ người khác ảnh hưởng đến tinh thần của bạn nữa. Bạn rất là thản nhiên, rất là thông dong. Bạn rất là thoải mái thực hiện công việc của mình. Và bạn rất là tập trung luôn. Đồng thời ngày hôm nay mình thấy là bạn sẽ đưa ra một quyết định nào đó, hoặc là bạn có những ý tưởng sáng tạo độc đáo, hoặc là có khả năng là bạn sẽ tạo ra những tác phẩm rất là tốt đẹp, được mọi người yêu mến, và có khả năng bạn lan tỏa được cái tầm ảnh hưởng của bạn, cái sự nổi tiếng của bạn ngày càng gọi là được nhiều người biết tới nhiều hơn ha. Một số bạn thì mình thấy là trong ngày này các bạn sẽ dùng luật hấp dẫn. Thì có khả năng á, bạn giữ cho mình một cái tinh thần điềm tĩnh ổn định như thế này là luật hấp dẫn thành công nè, ước mơ trở thành sự thật nè. Phải giữ cho mình một cái sự lạc quan,
tích cực nhất, và đừng có gượng ép, đừng có gọi là khắt khe quá. Gọi là mơ ước thì bạn cũng phải có một cái sự tin tưởng ở đây, chứ bạn không tin tưởng bạn khắt khe, bạn ngồi đó bạn chờ đợi không có gì đến hết ha. Hãy thuận theo tự nhiên à. Đồng thời bạn có một cái sự giúp đỡ người mọi người đó, bạn lan tỏa một cái sự thuần khiết của bạn, hoặc là lan tỏa sức sống cho cộng đồng của bạn, cho những người bạn yêu quý, nâng đỡ tinh thần cho họ. Một số bạn thì mình thấy là các bạn vẫn còn đang gọi là dành thời gian nghỉ ngơi, ngủ nghỉ hợp lý hơn vì bạn bị mất ngủ. Mình thấy các bạn có sự phân vân hai quyết định thì có khả năng là bạn sẽ đưa ra được một cái điều nào đó thực sự phù hợp với bạn trong ngày này. Một số bạn ngày hôm nay là tránh gọi là lên mạng quá nhiều, sử dụng điện thoại quá nhiều, ảnh hưởng đến đôi mắt của bạn đó nha. Bị nhức mắt, nhức mỏi gì đó đây nè. Đồng thời các bạn được khuyến khích là hãy ăn chín uống sôi ở đây á, cẩn trọng trong việc ăn uống. Ngày hôm nay một số bạn là đi ra ngoài đường á, nếu mà trời nắng là bạn phải bao bịch cẩn thận, đúng thôi là bị đen da, bị cháy da nha. Một số bạn có khả năng là ngắm sao trong ngày này nữa nè. Một số bạn ra giường tưới cây nữa. Cẩn trọng rắn rít nha. Hãy có niềm tin tưởng ở đây. Lá bài này khuyến khích các bạn hãy dâng tràn niềm tin và hãy có một cái sự kiên nhẫn, kiên trì. Khi mà thời điểm thích hợp đến thì vũ trụ sẽ mang đến những cái điều mà bạn mong ước trở thành sự thật ha. Và hãy dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý cho đến khi cái con đường của bạn được gọi là rõ ràng. Kiểu như là thuận theo tự nhiên á, kiểu như là các bạn cứ gọi là hoàn cảnh nó có sự trì hoãn thì bạn phải chấp nhận nó. Rồi khi nào mà bạn thấy mọi thứ nó có một cái sự gọi là tiến triển, có một cái sự suôn sẻ hơn thì bạn mới bắt đầu triển khai những kế hoạch của bạn. Chứ đừng quá ép buộc bản thân của bạn. Phải hành động nhanh chóng, phải gấp rút vội vã. Tuy nhiên cái thời điểm chưa cho phép thì mọi thứ nó sẽ không diễn tiến như ý bạn mong muốn đâu. Hãy cân bằng tính nam và tính nữ ở bên trong bạn. Hãy cho phép cái tính nữ của bạn được phát triển với những cái sự đầy cảm hứng và sáng tạo, và giúp cho bạn có một cái sự nâng cao được cái tinh thần phấn khởi trong bạn ha. Và đồng thời cái tính nam trong bạn sẽ giúp cho bạn có một cái sự tự tin. Nói chung là bạn có sự cân bằng ở đây. Giữ cho mình một cái sự tự tin và luôn có những cái sáng tạo độc đáo. Đừng bị những cái sự chê bai, khích bác hoặc là tiêu cực từ người khác ảnh hưởng đến tinh thần của bạn ha. Và có sự mạnh mẽ như một người nam, buông bỏ và đẩy xa những cái sự không phù hợp với cuộc sống của bạn, ra khỏi cuộc đời của bạn. Tập trung và phát triển những gì bạn mong muốn thì bạn có khả năng biến ước mơ trở thành sự thật nha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người đã chọn cái lá bài này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi ngày thứ 3 ngày 2 tháng 8 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào. Và đây những trả bài chung, không phải là trả bài riêng. Mình sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều năng lượng. Mình sẽ liệt kê hết tất cả những khả năng có thể xảy ra, có thể đúng với bạn hoặc không đúng với bạn, nhưng đúng với người khác. Thì các bạn hãy xem với một tâm thái tham khảo và giải trí thôi ha. Rồi mình sẽ liên kết năng lượng với các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người có khả năng là đã từng hoặc là đang trải qua giai đoạn khá là thất vọng, bị trói buộc trong một cái sự trì trệ, một cái sự buồn khổ gì đó, những cái nỗi tuyệt vọng, chán chường, ngập tràn ở trong bạn. Mình thấy là bạn đừng buồn nữa, cái giai đoạn khó khăn nó sẽ qua đi mà thôi. Chỉ là bạn phải luôn giữ cho mình một cái tâm thái tin tưởng nhất, tích cực, hướng về phía trước.
mình thấy là cuộc sống của bạn đang có một cái sự khởi đầu mới rồi, một cái con đường mới, ước muốn mới, hoặc là dự án mới, hy vọng mới, hoặc là một cái chuyến đi nào đó giúp cho bạn có sự gọi là khuây khỏa hơn, tinh thần bạn phấn chấn hơn. Một số bạn mình thấy là sắp có những cái niềm vui, niềm hạnh phúc diễn ra trong bạn ha, hoặc là bạn sắp tìm ra được cái hướng đi, con đường bạn phải đi rồi, không có bị lạc hướng, lạc đường nữa, không có bị gọi là phân vân nữa. Đồng thời các bạn khi mà bạn bước đi trên con đường riêng của bạn á, cần bạn phải có một cái chiến lược rõ ràng tỉ mỉ ở đây để không bị sụp hố nha. Số bạn thì mình thấy gần đây á, các bạn có đi ra giường hay gì các bạn cẩn trọng rắn đít nha. Rắn lục đuôi đỏ đó. Một số bạn dạo gần đây thấy hơi bị nóng cổ họng nè, hơi bị gọi là khô khan, có thể là bị mất tiếng luôn. Các bạn cần phải uống nước để cổ họng của bạn có một cái sự thông suốt hơn ha, cung cấp đầy đủ nước cho bản thân bạn, hoặc uống cái gì mát mát á, dạo này cơ thể bạn hơi nóng á. Rồi ngày thứ ba, ngày 24 tháng 8 năm 2022 các bạn sẽ như thế nào? Wow. Một số bạn ngày hôm nay là các bạn có hai quyết định nào đó cần phải đưa ra, hoặc bạn có sự lựa chọn phân vân giữa hai cơ hội đến với cuộc sống của các bạn ha. Hoặc là một số bạn thấy có một cái sự giữ cho mình một cái sự điềm tĩnh cân bằng ở đây. Một số bạn thì mình thấy là các bạn sẽ đọc sách, nghiên cứu, phát triển thêm cái kiến thức cho bản thân của bạn. Một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ phát triển về cái trực giác của các bạn nữa. Một số bạn thì có khả năng là các bạn sẽ đi thăm người quen, ai đó mới sanh con. Một số ít bạn thì mình thấy bạn làm trong lĩnh vực tâm linh tinh thần, bạn đang gọi là cố gắng chấn chỉnh bản thân của bạn, không có bị gọi là mệt mỏi, nặng nề ha, trong tinh thần nữa. Một số bạn trong ngày này là có khả năng là có ai đó sẽ tìm đến bạn để xin lời khuyên từ bạn đó. Một số bạn thì mình thấy có khả năng trong ngày này là đi rút tiền ATM nè, có nguồn tiền nè, 10 tiền rồi 9 tiền luôn ha, một số tiền khá là lớn, tiền lương, tiền thưởng, lợi nhuận đầu tư đến với bạn. Một số bạn thì mình thấy là vòng tròn may mắn á, đang quay rồi, cuộc sống của bạn đang có một cái sự chuyển hóa tốt đẹp hơn rồi. Mà bạn chưa nhận thấy được điều đó đâu, cho nên á, bạn phải giữ cho mình một cái tinh thần nhiệt huyết hăng say, hướng về những cái điều phồn vinh tốt đẹp trong cuộc sống, thì bạn mới thu hút những điều may mắn đến với cuộc sống của bạn được ha. Một số bạn mình thấy ngày hôm nay có khả năng là có tiền rồi, chuẩn bị đi mua đất hoặc là đầu tư điều gì đó nè. Hoặc là một số bạn có sự sum họp với gia đình, người thân, ăn uống vui vẻ với nhau. Mình thấy số tiền này cũng phải từ 9 triệu trở lên đó ha. Một số bạn mình thấy ngang trái là không phải tiền của bạn mà tiền người khác nhờ bạn giữ giùm. Một số ít thôi ha. Một số bạn ngày hôm nay á, là phải ăn uống hợp lý nè, đừng có bỏ bữa nha, không thôi là bị đau bao tử đó. Với lại cẩn thận để không mà bị choáng váng. Một số bạn có khả năng là vui đùa với thú cưng trong ngày này, hoặc là ra vườn hít thở không khí trong lành. Mình thấy bạn sẽ tìm ra được cái phương hướng giải quyết cho cái giai đoạn hiện tại của bạn. Tình huống nào đó, hoặc là bạn đang phân vân giữa hai công việc nào đó, thì có khả năng bạn sẽ tìm được công việc phù hợp với bạn, và cái công việc này đem đến cho bạn cái nguồn lương cao, rồi nó đem đến cho bạn cái nhiều tri thức mở rộng ở đây mà bạn cần phải tăng cường học tập nữa ha. Một số bạn thì mình thấy có khả năng là cuộc sống bạn đang bước sang một cái bước ngoặt mới rồi ha. Có khả năng các bạn hoàn thành một cái tác phẩm nào đó, một cái món đồ nào đó,
được người khác đặt á, để bạn làm á, và bạn hoàn thành xong bạn nhận được tiền lương, tiền công của bạn. Enjoyment. Một số bạn ra giường nghe chim hót nè. Hãy tận hưởng cuộc sống này ha, hãy cải thiện tinh thần của bạn. Và hãy làm việc gọi là ít lại chút, kiểu như là làm hết sức và chơi hết mình, kiểu vậy ha. Đừng có gọi là quá áp lực rồi không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian thư giãn, nó sẽ khiến cho cuộc sống của bạn toàn là những cái điều không vui thôi, khiến cho bạn không cảm thấy được cái niềm vui, thích sự phấn khởi trong cuộc sống này. Có làm bạn cũng có thời gian tận hưởng nữa nha. Và một số bạn có sự tận hưởng về giá trị tiền bạc mà bạn có được trong ngày này. Lá bài này cho thấy rằng bạn hãy kiểm soát lại cuộc sống của bạn nha. Có thể là các bạn đang có một sự tranh đấu gì đó với ai đó, hoặc cũng có khả năng là bạn không kiểm soát được cuộc sống của mình trong giai đoạn hiện tại. Và điều này có thể gây chị khó chịu và mệt mỏi. Vì vậy các bạn được nhắc nhở là hãy tìm con đường lành mạnh hơn. Bạn là một người được tạo ra từ vũ trụ ha, kiểu như là vũ trụ luôn ở bên bạn, chia sẻ nâng đỡ tinh thần cho bạn. Bạn có được tràn đầy cái sức mạnh từ ơn trên, từ thần thánh. Và đừng để cảm xúc của bản thân bạn bị ảnh hưởng bởi những cái sự khiêu khích từ những người xung quanh bạn, những người tiêu cực á. Đừng trao quyền cho họ ha, họ không có cái quyền đó. Bạn phải giữ cho mình một cái sự tôn nghiêm nhất định. Biết đẩy xa những cái năng lượng đó ra khỏi tinh thần của bạn ha. Nó không giúp ích được gì cho bạn đâu. Nó chỉ đem đến cho bạn một cái sự phiền toái thôi ha. Các thiên thần muốn nhắn nhủ với bạn là hãy tập trung vào cái sức lực, cái năng lượng, cái quyền năng của bạn, và hãy hành động cho chính bản thân của bạn, thay vì có một cái sự sợ hãi những cái lời nói của người khác, những cái sự chê khen của người khác. Thì hãy lấy lại cái quyền năng của bản thân, hãy tỏa sáng, hãy tập trung và hãy phát triển cuộc sống của mình một cách vững vàng nhất. Hãy nâng cao bản thân mình và hãy gọi là ngày càng phát triển. Không ai có quyền gây tổn thương cho bạn nếu như bạn cho phép họ làm điều đó ha. Bạn hãy tin vào trực giác của bạn. Bạn là một người tài năng đó. Bạn là đứa con ngoan của vũ trụ đó. Vũ trụ trao cho bạn rất là nhiều quyền năng ở đây. Hãy ý thức được điều đó và phát triển bản thân mình. Đừng có để ý những người xung quanh ha. Và nhân quả đang đến trong cuộc sống của bạn rất là gần. Gieo nhân nào gặp quả đó. Ai làm điều xấu với bạn, vũ trụ thấy hết và sẽ thưởng phạt công minh ở đây. Cho nên bạn đừng có lo lắng về điều đó, mà hãy tập trung vào cuộc sống của bạn. Sống tốt thì trời xanh sẽ ăn bài cho bạn thôi ha. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tù 3 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.